Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Zutaki. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chơi tiếp Minecraft Pixelmon siêu cấp. Và cuối cùng thì sau bao ngày săn tìm, mình cũng đã sở hữu được Arceus ở dạng God các bạn ạ. Ôi. Ê ê ê, chị cưng, nhóc cua này mới sáng sớm mà đã khiêu chiến với Arceus God nhà mình rồi. Ây da, nhóc này khá các bạn à. Nếu mà cưng đã thích thì anh chịu tấn công cái nhẹ nào, Arceus God. Lâu rồi chưa gặp mấy em Pokemon liều như em cua đó nghe. Rồi, và bữa nay thì chắc mình phải chế tạo thêm bóng chứa các bạn ơi, bởi vì mình xài hao quá à. Bây giờ còn có vài lỗ bóng à. Và tình hình thì nắp mình đã đập xong, nhưng đế thì mình hết rồi các bạn, còn có một chút xíu thôi. Thành thử ra là bây giờ chắc là mình sẽ tiến hành đi mai thêm để chúng ta kiếm thêm sắt nè, rồi sau đó về nhà và chế tạo ra những cái đế bóng chứa ha. Ừ. Nhưng mà trên đường đi tìm chỗ đào sắt thích hợp, mình phát hiện ở đây có công trình các bạn ơi. Ủa dưới này có sắt luôn. Hợp lý ta. Có vẻ chỗ này cũng có sắt các bạn ơi. Im đi ta. Đắng tiện coi coi. Có rương nè. Nhưng mà trong này chỉ có táo vàng thôi. Thôi kệ, ăn đỡ đói cũng được ha. Thôi, lỡ xuống đây thôi. Mình đào sâu xuống dưới kiếm một cái hang nào đó bất kỳ ha. Đây luôn. Có quặng sắt super luôn nè. Chiến này thì sẽ nhanh thôi. Mình sẽ... Ok, cái quặng sắt super này một xíu về mình phải đập ra lần nữa các bạn ơi. Trời ơi, cũng như không. Tính ra mình có cái cúp mềm mại này cũng nhiều cái bất lợi hết các bạn. 4-6 more days later. Oh my god. Trên đường về thì mình phát hiện cánh rừng này xuất hiện Zekrom Necro các bạn ạ. Wow, nhìn Zekrom ngầu ác luôn các bạn ơi. Nhưng mà kèo này thì để coi coi. Arceus God có rẻ. Ok, có vẻ khá ổn bằng đòn Extreme Speed các bạn. Ui, bữa nay chúng ta chỉ đi tìm sắt để chế tạo bóng chứa mà gặp một huyền thôi. Ôi nhưng mà vấn đề bây giờ mình đâu có bóng chứa xịn để bắt đâu ta. Ôi thôi xong rồi. Ê căng nha. Không biết ổn hay không đây. Bóng chứa hiện tại của mình á chỉ còn level bone, deep bone, jet bone, ultra bone thôi. Trời đất ơi, level bone ổn không ta? Hết cách rồi. Hoặc là ultra bone, hai quả bóng này là ok nhất. Ui mà với tình hình này mình nghĩ là khó nha. Cấp 100 và cấp 70 thì không trên quá nhiều các bạn ạ. Nhưng mà mong là nhân phẩm của mình sẽ ổn. Mình mà bỏ lỡ Zekrom ở dạng Necro này chắc uổng lắm luôn á. Các bạn thấy có ngầu không? Mình là thấy cực ngầu và đẹp luôn á. Hy vọng là mình sẽ đủ may mắn ha. Ui. Thành công thiệt. Ê. Nhưng mà cũng dân game rồi. Nhưng mà không sao. Liệu rằng khi mình trở lại... để coi coi đấy. Zekrom Necro vẫn có trong máy tính của mình các bạn. Ui, ở dạng này em không có hệ rồng các bạn. Em mang xong hệ thép và điện cơ. Wow. Một em rồng nhưng mà lại không mang hệ rồng. Độc lạ nhá. Mình sẽ đưa em ra để chúng ta luyện cấp cũng như là cưỡi em về nhà nha. Ngày mới cưỡi người bạn mới về, quá đã luôn. Đây là Zekrom Necro. Ui, có khả năng triệu hồi tia sét nè. Thôi xong, tình cảm anh em có chắc bền lâu. Mình kêu em tạo tia sét rồi đánh vô người em luôn chứ, mình lầy quá à. Ui, nhưng mà em này có chiêu lăn ba di bộ trên không các bạn. Em không bay, em đi bộ trên không. Ngầu đét luôn. Ok. Ui nãy mình quên coi chỉ số á. Nhưng mà mình nghĩ Zekrom Necro cũng sẽ rất là khỏe đó các bạn. Đúng nè, tấn công cũng 300 mấy nha. Được á. Xíu luyện cấp các thứ cho em luôn. Thường cánh rừng này cũng hay xuất hiện boss lắm á. Nhưng mà sớm giờ mình không gặp các bạn à. Kỳ ta. Ừ lạ thiệt, bữa giờ mình ít khi gặp boss lắm nha. Ê mới than luôn. Mới than thì gặp được liền boss Gengar các bạn ạ. Ây da, không biết kèo này Zekrom Necro của mình có ổn hay không nữa. Ghét nhau là gấp đôi cấp nha. Căng rồi.
Thử đòn này đi, Zekrom Necro. Ui da, em bị đánh trọng thương rồi các bạn. Đáng đòn. Đó. Cũng dữ lắm á nha. Ôi nhưng mà Zekrom không thể rút lui được à. Oh no, vậy thì thiệt thòi cho em rồi. Trời ơi. Nếu vậy thì Asiat God, hãy giúp tôi kèo này nha. Cáo rỉa bằng Future Sight nè. Ui da, ổn hay không đây? Hả? Không thành công hả? Ui thất bại các bạn ơi. Lần 3 thì sao? Đây nè. Ê, lần 3 là cực gắt nha. Hay lắm Asiat God. Bội thêm một đòn Earth Power xem. Trời luôn, knock out luôn rồi. À, mà bạn nào có nhu cầu sử dụng dịch vụ trong Love Fruit, Refi, Unit Tower Defense thì có thể nhấp vào đường link mình để dưới phần bình luận nha. Sau khi trở về nhà cùng với người bạn mới, mình sẽ bắt đầu vô trong căn cứ Maki Carp để mình tiến hành nấu sắt ra ha. Chia ra, cho nó nấu nhanh hơn các bạn ơi. Ok, một xíu nữa có sắt rồi mặc sức đó mà đem đi chế tạo cái đế bóng chứa các bạn ạ. À, và trong lúc chờ đợi thì mình cũng sẽ đi kiếm thêm đồ búp sức mạnh cho người bạn mới ha. À, để coi coi không biết ở trong nhà mình còn mấy cái răng rồng không ta. Ừ, răng, ô đây còn một cái Dragon Fang nè. Ngon, cái này sẽ giúp cho các chiêu thức hệ rồng tăng sức mạnh. Thế nên là một xíu nữa Zekrom Necro sẽ rất là khỏe đây. À, mà hồi nãy mình có nói nếu mà mình chinh phục thành công Zekrom Necro, mình sẽ thử đội hình thật là nhiều Zekrom luôn các bạn. Mà hiện tại thì mình có Zekrom Baby nè, rồi Zekrom Necro. Còn em nào nữa không ta? Để mình coi coi Zekrom. Đội hình như hết rồi. Đội hình có 2 Zekrom thôi. Oh no. Vậy hui. Có sao dùng vậy đi hết các bạn. Mình nghĩ sự kết hợp của bộ đôi Zekrom này cũng sẽ rất là mạnh đó. Rồi, bây giờ thì trong căn cứ của mình thì chắc cũng nấu xong được mớ sắt rồi đúng không? Tranh thủ mới được, tranh thủ mới được. Có bao nhiêu là mình đi lấy bấy nhiêu các bạn à. Ôi. Ui tính ra trong này mình còn sắt hôm bữa chưa dùng nè. Ôi trời ơi. Trời ơi, mình cũng rảnh dữ lắm rồi. Trong nhà còn sắt mà quên. Trời đất ơi. Ôi, nhưng mà tính ra gì cũng hơn ta. Ừ. Nhờ mình quên thành thứ ra là mình mới có được Zekrom Necro đó. Wow. Đôi lúc sự quên cũng có lợi các bạn ạ. À. Ok đi chứ. Rồi đập nốt cái phần đế này nữa là chúng ta có thể chế tạo bóng chứa và lên đường trong ngày hôm nay được rồi đó. Úi, cái gì đây? Gyarados. Ây à, đi lạc đâu đây vậy fan? Được thôi. Và với Zekrom Necro thì chắc chúng ta sẽ dùng Boss Strike chẳng hạn. Để coi ổn không? Ui trời. Các bạn coi Zekrom Necro của mình tấn công kìa. Hốn tận rốn luôn. Chưa Dynamax đó nha. Wow. Ấy. Đổi sang Thunder Fang đi. Ừ hên quá. Tí nữa thì toán rồi. Trời, đánh Gigadot được mình được cái nóc. Ôi kệ, được miếng Blade thì cũng tạm ổn nè. Toxic Blade ta ta. Hãy đọc. Ồ, được ấy. Mình sẽ gắn miếng Blade này cho Eternatus ở dạng Eternamax ha. Ngon. Ôi nhưng mà khoan, nếu mà mình có cái răng rồng nữa gắn cho Eternatus thì ngon nhờ. Em có kỹ năng Eternabeam rất là mạnh các bạn ạ. Hơi tiếc. Ủa cái này xong chạy vậy. Trời. Cho cái xe mỏ này cũng định công với mình đó. Ok. Nãy giờ thì đập cũng được một mớ những cái đế rồi nè các bạn. Mình sẽ tranh thủ làm tèn tèn đi ha. Nào là Thunderbolt nè. Rồi Levelbolt thêm đi. Mình thấy Levelbolt hồi nãy lập chiến công hơi bị bất ngờ đó. Tí nữa thì mình quên chế tạo Fastball các bạn ạ. Ok. Không biết là hôm nay hành trình của chúng ta sẽ như thế nào đây. Dự kiến là mình sẽ đi săn thêm huy hiệu hội quán các bạn ạ. Bởi vì hiện tại cái vàng huy hiệu của mình á thì cũng không có quá nhiều á. Nên là hôm nay hành trình chính của chúng ta vẫn sẽ là đi săn tìm huy hiệu ha. Ui, giờ trời còn không ngủ được nữa ta. Ok, dầm mưa đi luôn các bạn. Ngại gì vết bẩn. Ok, đi luôn. Cửi Zekrom Necro nè. À quên nữa, hành trình của chúng ta cũng sắp tới hồi kết rồi. Nhưng mà có một vài huyền thoại mình chưa có săn được nữa. Nên là hôm nay mình sẽ tranh thủ săn những huyền thoại đó ha. Ôi trời, 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 trời.
Thôi anh không có săn cơn Snorlax ơi, đừng có đi theo anh. Hình như ở cái vùng núi này cũng có thể xuất hiện một huyền thoại đó các bạn ạ. Ơi chưa khoan, đây có phải là... Ồ đây là trainer 40 rồi các bạn ạ. Không phải trainer kiểu như trong hội quán rồi. Ui không biết cái loại chim huyền thoại có xuất hiện hay không đây. Tại nghe đồn là trong Bisemon siêu cấp, loài chim huyền thoại đó có thể xuất hiện ở ngọn đồi các bạn ạ. Mình cũng chưa rõ tung tích như thế nào nữa nè. Ơ kìa, trời ơi, tôi tìm loài chim huyền thoại lửa cơ chứ không phải loài chim huyền thoại băng. Nhưng mà lỡ gặp rồi thì nhất định chúng ta cũng sẽ thử chiến đấu với Articuno ha. Zekrom ra trận luôn cưng. Ồ tính ra em Zekrom nhà mình không có mang hệ rộng cũng đỡ các bạn ạ. Rồi giờ thì thử nè, tấn công bằng đòn boss strike lại coi. Ôi trời, knock out luôn kìa các bạn, thấy Zekrom có mạnh không? Wow. Ê, gần kế bên còn có Mr. My Unite các bạn. Wow, đây là một Pokemon hệ tiên và hệ siêu linh các bạn ơi. Ờ, cấp 70 luôn hả? Ui da, Zekrom mình có rẻ ổn không ta? Mình thấy kỹ năng của Zekrom mình hơi bị gắt á nha. Nhưng mà cấp 70 chắc Mr. My cũng sẽ khá là trâu đây. Thunder Fang. Ok, trâu thiệt, đỡ được một hit Thunder Fang các bạn. Hay đó. Giờ thì người bạn này hãy về đội tôi nhiên. Ở dạng Unite này không biết dùng móng gì bắt hiệu quả đây. Mình thử với Ultra Ball màu vàng đi. Tại Mr. My Unite mặc áo màu vàng kìa. Ê, không chịu. Ok, khó tính vậy. Thôi áo vàng thì vô Ultra Ball màu vàng đi. À, hợp lý rồi. Nè, vậy đi. Úi, thiệt kìa. Ok đấy chứ. Rồi rồi. Và chúng ta sẽ xem thử coi Mr. My Unite. Ồ, vẫn mang xong hệ tiên và siêu linh ha. Và quan trọng hơn là người bạn này có cho mình cưỡi không? À, không, không các bạn ơi. Người bạn này chỉ thích múa múa gì thôi. Nãy giờ vẫn múa kìa, giống như là có bức tường ở trước mặt vậy á. Trời ơi, tấu hề thiệt sự luôn á. Mày cầm mồm đi. Ê, khoan khoan các bạn ơi, Moltres đã xuất hiện rồi. Nhưng mà vấn đề Moltres đâu, sao mình chưa thấy ta? A few moments later. Trước mặt này chăng? Úi. Đây là... Hả? Moltres đó hả? Ủa? Ủa sao lạ vậy? Đây là dạng Fusion của Moltres các bạn ạ. Hình như đây là dạng Moltres kết hợp với một dạng của Eevee thì phải. Hai đầu. Wow. Gấu đĩa coi Arceus God. Uầy, đúng là đấng sáng tạo có khác. Ở dạng này Arceus gấu rỉa cực kỳ mạnh luôn các bạn. Và đã gấu rỉa tới mức này thì chắc mình sẽ tung Dust Ball và chinh phục Moltres Fusion nhá. Vậy là mình đã tìm được chim huyền thoại thứ ba. Nhưng mà hơi lạ các bạn. Lúc đầu mình còn tưởng đây là Eevee đặc biệt cơ. Trời đất ơi. Nhưng mà dù sao đây cũng là Moltres á. Thôi, gán mà chinh phục huyền thoại này về đội thôi các bạn. Ui nhưng mà cấu rỉa máu như vậy chinh phục mà hơi khoai nha. Thiệt á. Thôi chắc mình phải đổi chiến thuật quá. Ví dụ mà hơn. Ôi trời. Hồi máu hả? Extreme speed một cái nữa nè. Thì ra Moltres Fusion có kỹ năng hồi máu các bạn ạ. Có chịu đấy chứ. Wow. Mình thử lại thêm một lần nữa các bạn. Thì đã dùng Ultra Ball và thành công mang về Moltres Fusion. Ôi, ở dạng này Moltres sẽ mang hệ lửa và hệ bóng tối. Oh, wow, wow. Đặc biệt nha. Được á, mình sẽ đưa Moltres ra để cưỡi thử và cũng như là xem thử đó các bạn. Ê, mình thấy hơi bị lạ luôn. Ôi trời ơi, Eken, chị cưng. Trời ơi, cưng này liều, dám cà khịa mình. Rồi, lại nè. Đưa Moltres Fusion ra coi. Wow. Ở dạng này thì hết nhìn ra Moltres rồi các bạn ơi. Nhìn chỉ giống Eevee hơn cơ. Ồ, và tất nhiên rồi. Mình có thể cưỡi Moltres và bay rất là mượt mà trên không á. Ồ, cũng hay ấy chứ. Ê, vậy là tính ra bây giờ mình đã đủ bộ ba chim huyền thoại rồi các bạn ạ. Nào là Moltres nè, Zapdos, và tiếp theo là Articuno. Yes sir. Tiếc là bời nhá.
Và tất nhiên rồi, bây giờ mình cũng sẽ luyện cấp cho chim huyền thoại này ha. Để xíu nữa có gì đồng hành cùng mình nữa chứ. Hình như ở vùng biển gần nhà mình á, lúc trước mình có gặp Latios ta. À, Latias các bạn. Hình như mình chưa có được Latias các bạn ơi. Mà lúc trước mình còn bỏ lỡ Latias ở dạng rất là đẹp nữa. Ui, không được rồi, bữa nay mình phải tìm lại người bạn này thôi. Nhất định các bạn ơi. Hả? Đây rồi. Cuối cùng mình cũng đã gặp lại người bạn đây rồi. Oh my god, Moltres Fusion, ra trận đi cưng. Ấy. Ủa, mình khiêu chiến thất bại các bạn ơi. Lại. Để coi coi chiến này người bạn Moltres mới về đội của mình sẽ chiến đấu như thế nào đây. Tấn công cái nhẹ bằng đòn Hurricane. Ây à, hai bên đều tránh được đòn tấn công các bạn ơi. Ây, căng thẳng vậy. Ê, Moltres Fusion của mình đã có lợi thế trước mắt rồi nha. Tiếp tục phát huy nào cưng. Rồi, có nghĩa người bạn Iron Ion có vẻ rất là tốt á. Yes sir. Thêm một đòn Sky Attack nữa nè. Úi. Rồi. Ôi, người bạn này hồi máu các bạn ơi. À, khó chịu vậy. Cũng khá đấy chứ. Rồi, hồi máu gì tầm này nữa. Về đội của tôi luôn đi. Iron Ion, lần trước mình đã thất bại rồi các bạn. Do một phần là mình quá ý ý á. Nên là lần này mình sẽ không để mất cái hình dạng tương lai của người bạn Latias này đâu nha. Cực đẹp luôn các bạn ạ. Ừ, hồi nãy mình thấy level bond cũng nhiều lúc hiệu quả lắm. Với cả là đưa Isis God ra khè luôn. Flex flex các bạn ơi. Rồi, tung level bond thử nè. Ôi trời. Ở dưới này còn có Blastoise đang đứng đợi mình nữa kìa. Ui ô, ui ô. Xíu có kèo cho mấy em test sức mạnh luôn rồi đó. Tranh thủ về đội anh đi cưng. Tới cả Thunderbolt mà cũng không hiệu quả các bạn ơi. Ui da, có vẻ em này rất là lì luôn á các bạn ạ. Để coi lần 2 thử lại kết quả có khác hay không á. Mình sẽ dùng Dustbolt đi. Tại trời cũng hơi trễ rồi nè. Để xem với Dustbolt có hiệu quả hay không chứ. Nãy giờ Ultrabolt, Fastbolt, Thunderbolt là không xi nhê đó các bạn ạ. 30 mấy lượt các bạn ơi, không ổn rồi. Thôi. Để chắc cú đảm bảo là an toàn, mình sẽ thử lại lần 3 ha. Trời đất ơi, mình hết nhân phẩm trong việc chinh phục huyền thoại rồi các bạn ạ. Thật các bạn ạ. Một hồi chắc mình sẽ tiêu sạch bóng chứa trong ngày hôm nay cho cái em Latias này quá các bạn ạ. Phải công nhận một điều là ở dạng tương lai thì Latias cực kỳ khó chinh phục. Gì đâu mà mình tung quá trời bóng chứa mà không lần nào chinh phục được. Không biết sức mạnh của em sẽ như thế nào đây. Một xíu em mà về đội mình nhất định phải thử cho bằng được á. Rồi, giờ thì tiếp tục kiên trì thôi chứ sao giờ. Trong lúc chinh phục Latias ở dạng tương lai thì mình còn gặp Rayquaza ở dạng Fusion nữa kìa các bạn ơi. Oh my gosh. Thôi xong, thêm một lần thất bại nữa rồi đó các bạn ơi. Vậy là dự đoán của mình thật rồi các bạn ơi. Độ khó chinh phục cái nhóc Iron Ion này sẽ tương đương với Isis God á, nhiều khi còn khó hơn nữa. Hy vọng là với sự lì lợm của mình thì em này sẽ sớm về đội ha. Chứ nãy giờ là mình quải chạy đậu với em này lắm rồi đó. Gì đâu mà khó tánh thiệt sự luôn á. Mình cũng không nhớ mình đã thất bại bao nhiêu lần rồi các bạn à. Nhưng mà mình chỉ biết là nãy giờ mình ngồi đây ê hết cả đít rồi đó. Nhưng vẫn không được. Mình đang dần mất đi sự bình tĩnh các bạn ơi. Nãy giờ là mình cậy cú lắm rồi đó. Ây da. Tại sao cái em này có thể lì tới mức độ này các bạn nhờ. Thiệt luôn á. Mặc dù có điều hơi bị văng game nhưng mà oh my god, Iron Ion cũng đã về đội của mình. Chỉ vì em này mà mình ngồi ê hết cái đít rồi đó các bạn. Wow, nhưng mà đánh đổi lại mình sẽ có một em Latias cực kỳ chất chơi như một cái chiến đấu cơ vậy đó các bạn ạ. Wow, chỉ số của em coi, mình nghĩ cũng sẽ rất là vượt trội đấy. À không, em sẽ đều đều các bạn ơi. Ừ, và sẵn tiện kế bên đang có boss nè. Được, Iron Ion, hãy thể hiện sức mạnh của cưng đi.
Cưng đế đại anh nãy giờ rồi. Ủa, kèo này em không thể gánh tem cho mình được rồi các bạn ơi. Oh no, chắc phải đưa Ho-o ra mới được các bạn à. Ice Age chắc vô trong nghỉ xíu đi. Rồi, người bạn Ho-o Advance mới về đội của mình ở tập trước. Hôm nay liệu rằng có gánh tem chứ. Chúng ta sẽ cho Ho-o Advance thể hiện một đòn Fire Blast chẳng hạn. Ổn áp hay không? Chuẩn bị nè. Úi xa. Nhẹ nhàng tình cảm thôi mà. Quá gắt luôn. Kể đến sẽ là Zekrom Necro nha. Ui da. Ui thôi xong rồi. Mình muốn cho Zekrom thể hiện nhưng mà với kèo này có vẻ là hơi toan các bạn ơi. Moltres thì sao? Không biết có ổn hay không đây. Thử coi. Ui vẫn không kịp luôn các bạn ơi. Ôi mình ý y vậy là toan rồi. Thôi. Kết thúc trận chiến này thôi. Tính cho mấy người bạn đó gánh tem cái nhưng mà Aya Binzer đã không cho phép làm điều đó rồi. Ok, nhờ đánh boss thì chúng ta cũng sẽ có thêm kẹo các thứ đồ cho mấy em ăn nè. Rồi, cho người bạn này ăn ha. Phía dưới này cũng còn boss khác các bạn ơi. Đây là Slowbro nè. Không biết với kẹo này thì người bạn Iron Aeon của chúng ta có thể chiến đấu tốt hơn hay không? Ồ, lần này thì em có thể chiến đấu tương đối tốt nè các bạn. Ồ, được đấy chứ. Trời ơi, em Dynamax lên, em bự ác luôn các bạn ơi. Wow, được đấy chứ. Tốn rất là nhiều công sức mới mang em về đội, nên là sẽ cho em ra trận nhiều nhiều một xíu á. Rồi, trời làm tê liệt Slowbro luôn kìa. Tốt lắm. Kế đến thì mình cũng sẽ cho Moltres Fusion ra trận ha. Hồi nãy chưa được thể hiện nhiều lắm các bạn ạ. Ui da. Thôi xong. Thôi, kèo này hình như bị khắc chế rồi các bạn ơi. Không ổn rồi. Zekrom đi. Zekrom Necro sẽ là lựa chọn của mình á. Ok, và để coi với một đòn Bone Strike. Thầy. Trời. Slowbro né được các bạn. Mặc dù bị tê liệt nhưng mà vẫn né rất là tốt kìa. Trời ơi, né hai đòn liên tiếp luôn. Mèn đất ơi. Outstrength. Đòn này thì hết né nha. Aha, có vẻ là knock out. Yes sir. Ít ra phải như vậy chứ. Rồi tính ra nãy giờ mình sao quần đây đánh boss thôi á. Mà thôi kệ. Sẵn tiện cày cấp cho hai người bạn mới luôn á. Aetanatus à, mượn cái răng rồng của Zekrom Necro đi. Ok. Sau đó thì ra trận gánh tem giúp anh nào. Alright. Và với kèo này Aetanatus của mình có thể tấn công đòn Eternal Beam chính xác hay không? Ui dồi, căng hẳn nha. Chuẩn bị. Ui. Các bạn coi sức mạnh của Aetanatus kìa. Một đòn cực mạnh luôn. Và chuẩn bị nè. Aetanatus knock out. Xếp sai. Học được một kỹ năng mới cho Iron Aeon. Cũng ok. Trời ơi, còn được cái Alpha Shark nữa cả. Thôi, mình sớm giờ ở cái vùng này cũng rất là lâu rồi các bạn. Chắc mình không ở đây nữa đâu. Mình sẽ tranh thủ cưỡi người bạn Iron Aeon và chúng ta sẽ tiếp tục cái hành trình trong ngày hôm nay á. Ui, trời ơi. Mình còn nhặt được một cái Master Ball nữa. Sau khi đánh bại Hao Đơm. Oh my gosh. Ở phía bên này xuất hiện. Ui, đây rồi. Cuối cùng mình cũng đã tìm được một cái trainer ở hồ quán các bạn à. Let's go. Nãy giờ luyện cấp cho Moltres và Iron Aeon cũng được một mớ rồi. Còn ít kẹo nè. Chia ra cho hai nhóc này ăn thêm á. À, ăn đi một xíu gánh tem giúp anh là được. Rồi, và bây giờ mình sẽ lập tức thách đấu với trainer nữa. Để coi trainer này sẽ cho mình cái huy hiệu hồi quán gì đây. Và đề 3 thì mình sẽ cho người bạn Zekrom Baby ra. Ôi. Oh my god. Cái gì? Đối thủ là Arceus ở dạng Fusion. Ô mày chuối. Zekrom Baby ổn không cưng? Ôi, không sao các bạn ơi. What? Trời. Arceus Fusion liên tục hồi máu luôn kìa. Trainer này có đấn ở dạng siêu hiếm các bạn ơi. Dạng này mình chưa tìm được luôn nha. Chưa gặp bao giờ luôn. Wow, nhưng mà lì vậy. Zekrom Baby mình đánh bao nhiêu là hồi phục bấy nhiêu à? Thôi cơ. Đánh thằng à. À, hết hồi phục rồi đúng không? Một đòn nữa nè.
Ấy, lại hồi phục. Trời ơi, chơi lại vậy. Chưa, các bạn coi cơ đánh vậy thì chừng nào mới thắng đây. Cái này là hơi bào thể lực của Zekro Maybe nhà mình nhá. Trời, chơi lại thì chứ, chơi không. Ờ, đây rồi. Không chữa lành chứ gì. Tôi sẽ outshine tiếp nè. Tiếp tục, Zekro Maybe. Chẳng lẽ hồi phục hoài sao? Mình không tin đâu. Tiếp tục đi cưng. Kiểu gì một hồi Arceus Fusion cũng sẽ đuối cho mà xem. Đây 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 cơ hội. Zekrom. Úi bị bối rối à. Ai. Trời ơi. Xui vậy. Thôi được, Arceus kết hợp với Eternatus chứ gì. Tôi đưa Eternatus hàng real ra luôn nè. Eternabim. Ổn mới không đây. Một đòn cực mạnh. Ấy. Không thành công. Ui da. Mất lợi thế rồi. À đây rồi. Hả? Kế đến còn có Pakia Necro. Ui, Kenner này sở hữu hai Pokemon sáng tạo rồi các bạn ơi. Đây nè, tới Zekro Necro mình. Outstrand liên hoàn tấn công. Cố lên cưng. Được hay không đây? Một lần nữa nè. Ê, mình cho em Dynamax luôn nhờ. Zekro có vẻ mạnh các bạn ơi. Đây nè. Trời, không đủ đam. Ui, sao nghi quá vậy. Hết Dynamax rồi, trời ơi. À đây, không sao hết. Vẫn có thể knock out được. Ê? Diaga Necro. Rồi thiệt rồi. Đây là Pokemon sáng tạo thứ ba rồi đó. Tôi Diaga Fusion nhà mình ra trận đi. Cho em dùng Roar Up Time. Ổn hay không? Ui không thành công. Ui da, Diaga Fusion không làm lợi Diaga Necro hay sao? À đây nè. Knock out luôn, hay lắm cưng. À hết rồi, bây giờ tới Necroma. Wow, nhưng mà đây là dạng kết hợp với Lunala các bạn. Hơi khó cho Diaga Fusion rồi ha. Em bị trọng thương rồi các bạn. Nice. Giờ tới lúc nhờ Iron Aeon với cả là Moltres Fusion nè. Moltres Fusion ra trước đi. Đây nè. Wow, Moltres tấn công một đòn rất là gắt các bạn ơi. Liệu rằng em có thể tấn công tốt thêm một đòn Sky Attack nữa không? Chuẩn bị. Hai đòn cực kỳ thốn luôn. Thêm đòn Hurricane xem. Yes. Trainer này sở hữu full đồ hình sáng tạo hay sao á. Bây giờ còn có thêm Giratina Necro nữa kìa. Rồi knock out Moltres Fusion của mình luôn rồi. Trời đất ơi. Hơi thở đồng Iron Man. Được hay không? Ui da, hiện tại thì có vẻ đang cần kẹo các bạn ơi. Không biết là. Ừ, hay lắm. Em đã làm tê liệt được Giratina Necro rồi. Cơ hội lắm nước nè. Cố lên cưng. Tiếp tục spam hơi thở rộng. Đây chính là dịp Iron Aeon có thể gánh tem và thể hiện sức mạnh sau khi về đội nha. Thành công hay không? Hình như đây là kèo quyết định luôn á. Cố lên cưng. Mình tin tưởng em các bạn ơi. Đây rồi đây rồi. Ủa nhưng mà sao sức chiến đấu đang ngày càng giảm vậy? Ê, đừng như vậy chứ. Cố lên cưng, mạnh mẽ một xíu đi nào. 3%. Vẫn còn cơ hội. Chỉ cần đòn này chính xác. Yes. Ủa thắng chưa? Thắng chưa vậy? Hả? À, vẫn còn Hoppa. Oh no. Vậy thì tốn rồi. Trời ơi, thua xích xo vậy. Không phục xíu nào. Trainer này sở hữu đội hình toàn là Pokemon sáng tạo đúng không? Hay là bây giờ mình sẽ đi săn Arceus ở dạng Fusion giống như nãy ta. Đúng. Hôm nay là ngày cuối cùng, thế nên là mình muốn có được Arceus ở dạng cực ngầu đó. Đợi tôi nhất định sẽ trở lại sớm thôi. Về tới nhà mà còn gặp boss nữa, sẵn tiện đánh boss kiếm thêm. Ui, không có Master Ball rồi. Hơi su cà na một xíu các bạn ơi. Nhưng mà không sao. Nãy giờ những cái nắp cũng như là những cái đế mình đập thêm nó cũng đã xong rồi. Mình sẽ lấy ra và chúng ta sẽ làm thêm một mớ nữa ha. Chứ tình hình bóng chứa như đây mình nghi hồi xài nó cũng hết á. Mình xài hao lắm. Rồi, làm thêm Timer Ball nè. Dust Ball cũng vậy. Thêm một ít Level Ball nữa. Ấy, bây giờ thì chúng ta mới sẵn sàng trở lại DN nè. Hôm nay thì mình có thêm bóng chứa với cả là Master Ball. Nên là lần này mình rất là tự tin khi mà trở lại DN luôn các bạn ơi. Meanwhile. Oh my god.
vừa mới trở lại The End đi chưa được bao lâu, mình đã gặp được Arceus ở dạng Fusion này rồi. Ý trời. Ai ta Moltres đi. Kèo này mình sẽ cho Moltres ra cấu rỉa máu ha. Có đòn Queen Attack mình thấy cấu rỉa ổn nè. Ở mức nhẹ nhàng tình cảm thôi. Wow. Và ở dạng này Arceus sẽ kết hợp với Eternatus á, nơi là có cái màu hơi tím tím hồng hồng các bạn ha. Nhưng mà rất là đẹp và ngầu nha. Wow. Một xíu nữa mình mà có gặp lại Trainer hồi nãy mình cũng không có ngán đâu. Nhất định Arceus Fusion sẽ là một thành viên gánh tem cực mạnh cho mà xem. Rồi, và cấu rỉa thêm một đòn Hurricane nữa đi. Alright. Ngưỡng máu của Arceus Fusion đã rất là thấp. Giờ mình sẽ bắt đầu tung bóng chữa để chúng ta chinh phục đấng về đội ha. Mà cũng hơi tò mò là không biết Arceus Fusion sẽ mang hệ gì ha. Mình đoán là sẽ mang hệ thường với cả hệ rồng á các bạn ạ. Úi. Hả? Một quả Heavy Ball. Văng game luôn rồi. Nhưng không sao. Hồi nãy mình đã thành công thu phục Arceus Fusion rồi. Wow. Ủa cái hệ của Arceus Fusion là hệ độc và hệ rộng luôn. Iran Eternatus luôn các bạn ạ. Nhưng mà nói chung Arceus ở dạng này có chỉ số rất là cao các bạn ơi. Tuy nhiên thì kỹ năng thì chưa ok lắm nha. Ừ, chắc xíu mình phải kiếm kỹ năng hệ rộng dạy cho Arceus ở dạng Fusion này mới được. Ê, nhưng mà hồi nãy mình còn thấy trainer kia có Diaga, Palkia và Giratina ở cái dạng Necro các bạn ạ. Và mình thì chưa có ba Pokemon huyền thoại ở dạng Necro nữa luôn. Đã lỡ qua đây rồi hay là mình thử đi săn những huyền thoại đó coi. Biết đâu bất ngờ. Ủa? Ở đây cũng có trainer nữa nè. Đây cũng là đối căng các bạn ơi. Đã vậy còn sử dụng Diaga ở dạng God nữa chứ. Ui ổn không nhờ. Hyper Voice Arceus Fusion. Ê, mặc dù thua cấp nhưng mà Arceus Fusion của mình tấn công cũng rất là hiệu quả nha. Thử coi. Trời ơi, còn gắt hơn nữa kìa. Được ấy. Cố lên cưng. Yes sir. Cấu rỉa như vậy thì tốt rồi. Tiếp theo thì thôi. Để mình đưa thành viên khác ra các bạn ơi. Zekrom chẳng hạn. Nhưng mà đây là dạng baby nha. Không biết là có ổn hay không đây. Outrank. Dạ bị đánh nhiều vậy. Đây nè. Ôi trời. Zekrom baby mình đánh hai đòn liên tiếp kìa. Các bạn thấy gắt chưa? Ui nhưng mà đây là Gyarados dạng gì vậy? Nhìn lạ vậy ta. Trời ơi. Zekrom mình knock out Gyarados lạ lạ chứ rồi. Ủa đây là hả? Palkia ở dạng em bé các bạn ơi. Trời ơi. Kèo đấu với hai Pokemon baby. Outrank tiếp đi. Trời. Gắt vậy. Ui vô làm Zekrom mình bị bối rối rồi. Thôi xong. Trời ơi, out trần rồi. Không sao, mình còn Zekrom Necro các bạn. Trả thù cho Zekrom baby liền. Outrank lại nè. Đó, lần này thì không bị bối rối đâu nha. Tiếp tục nè. Trời. Tiếp theo là gì đây? À, một hình như là một em chim các bạn ơi. Ui, nhưng mà không sao. Bị knock out rồi. Ủa, đi đến lại. Out đơm. Vuốt rồng. Ê, cái bên cũng có Eternatus xuất hiện nữa cơ. À, tiếp theo là Crobat hả? Kèo này thì có thể là mình sẽ đưa Moltres Fusion của mình ra trận. Yeah. Sẵn tiện luyện tập cho mấy ẻm đồ các thứ á. Ui, còn nghĩ độc nữa cơ. Ghê vậy. Ủa xong rồi, Moltres Fusion của mình trúng độc rồi các bạn ơi. Không ổn rồi. Latias, tương lai. Gánh tem đồ cưng. Và thắng rồi. Ê, mình có huy hiệu hình rồng, đầu rồng các bạn. Ui. Đây là cái huy hiệu xịn sò đầu tiên ở bên The End của mình. Wow, đã nha. Rồi, sẵn tiện đây có Eternatus. Mình sẽ cho Arceus Fusion luyện tập một xíu ha. Hả? À, trời, chiến đấu gắt vậy ta. Trời, Eternatus phun lửa kìa. Nhưng không xi nhê. Haha. Quay. I see you. Mình đã tìm được
Giratina Necro rồi các bạn. Thì ra Pokemon này vẫn xuất hiện ở The End nha. Ê, tấn công bằng Hyper Voice. Ok, đoạn này có vẻ là có rẻ ok nè các bạn ạ. Được ngang, được ngang. Wow, ở dạng Necro, Giratina cũng rất là cool ngầu các bạn ơi. Hình như em nào ở dạng Necro cũng ngầu hết thì sao á. Mình thấy vậy các bạn ơi. Ok, giờ thì đưa đấng ở dạng Fusion ra có rẻ xíu ha. Đó, để cho em này đuổi đuổi tí. Ôi trời. Wow, cái đòn gì mà khấu máu ghê vậy. Chắc phải tùm bóng chứa và chinh phục em này liền thôi. Nãy giờ tấn công cũng nhiều lắm rồi. Và Heavy Ball liệu có thành công? Trời trời ơi, tí xíu nữa là lậm gạo cái em này luôn rồi các bạn ạ. Quay. Nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian. Mình bị văng game. Làm như mình bị dính lời nguyền hay sao á. Cứ bắt được một huyền thoại mới là sẽ bị văng game một cái các bạn. Và xem coi, Giratina Necro sẽ mang hệ thép và hệ rồng. Lại thêm một huyền thoại mạnh mẽ nữa về đội của mình rồi các bạn ơi. Chắc chắn là phải đưa người bạn mới này ra để chúng ta luyện cấp rồi đó. Sẵn tiện đi tìm nốt hai huyền thoại sáng tạo ở The End luôn á. Kia là... Ui chuẩn luôn rồi, nhưng mà sao bé tẹo vậy? Mình cứ tưởng Diaga Baby không á các bạn ơi. Trời ơi. Ôi kệ, cute, hộp me gì cũng được. Phải chi em bự bự một xíu thì chắc sẽ ngầu hơn á các bạn. Nhưng mà không sao, ở dạng này thì em cũng rất là đẹp á. Rồi, và tấn công nhẹ bằng đòn Earth Power trắng. Ok, đòn này có vẻ là có rẻ. Ổn áp nè. Thêm một đòn nữa đi. Cho ngưỡng máu của Diaga Necro sẽ thấp hẳn á. Rồi rồi, tầm này là về đội của anh đi cưng. Để cho đội hình sáng tạo Necro của mình có thêm thành viên nào. À hả, mình đã dụ thành công em luôn rồi. Ê, kìa, hoài á. Một lần thì không sao, hai lần thì tạm chấp nhận. Nhưng mà lần ba là hơi bị nóng nha. Hoài đi. Rồi, và ở dạng này thì Diaga Necro vẫn sẽ là hệ thép và hệ rồng hết các bạn. Chỉ có điều chỉ số có vẻ là sẽ tăng hay sao á. Có vẻ vậy các bạn ơi. Cũng ok. Đưa em ra ngoài liền. Trời trời trời, bữa nay đội hình mình toàn là cộng cán không á các bạn à. Bây giờ thì chắc mình sẽ cưỡi người bạn mới này và luyện cấp cũng như là tìm nốt cái thành viên cuối cùng trong bộ ba sáng tạo Necro này ha. Ồ, ở đây có boss luôn nè. Hợp lý ta. Cấp. À, Abra chạy hả? Sao mà chạy được cưng? Ơ kìa, đừng có chạy mà. Chơi mà nhùng trời. Cà chơi mà chơi tay le đi đâu rồi? Ông nhỏi này. Trời ơi, ông nhỏi đó, ông tay le mất tiêu rồi các bạn ơi. Thấy Diaga Necro mình ngầu quá, cái rén liền. Mình biết sao mình tìm không được rồi. Thường thì Bakia Necro sẽ xuất hiện ở thế giới thường các bạn à. Chứ không có bên The End á. Hèn gì. Bên đây là Greninja. Greninja God. Wow. Ngầu vậy. Chui. Nhất định mình phải hốt cái em này về đội các bạn ơi. Quá là ngầu luôn. Tấn công nhẹ bằng đòn Power Gem chẳng hạn. Ok. Ngưỡng máu cấu rẻ có vẻ đủ an toàn để chúng ta tung thêm một đòn nữa nè. Wow. Các bạn thấy người bạn Greninja God này như thế nào? Mình là thấy cực kỳ ấn tượng nha. Như là cái lưng á các bạn ạ. Và nhóc này thì mình sẽ thử dùng level ball xem. Có thành công hay không? Ủa nhưng mà nãy giờ mình tìm Palkia không được các bạn ơi. Có vẻ là Palkia siêu hiếm luôn á. Tìm mãi mà không thấy đâu hết trơn. Hay, không lẽ giờ mình lắp vô cái chỗ đó bằng một thành viên khác ta? Cũng là Necro. Chắc cũng được á. Úi, và đây rồi. Greninja God đã về đội. Và ở dạng này, Greninja God sẽ mang hệ nước và bóng tối ha. Đưa người bạn này ra ngoài cái coi. Và không biết là có bay được hay không nè. Thử ha. Wow, bay được luôn các bạn. Ngầu đét thiệt chứ. Và bây giờ thì chắc mình sẽ luyện tập cho cái người bạn Greninja God này một xíu ha.
Và chúng ta sẽ tìm thử coi coi có người bạn nào ở dạng Necro khác không ta. Ví dụ ổn ổn thì mình cũng sẽ đưa vô đội hình ha. Ở đây thì mình có sơ qua là Rayquaza Necro nè, Kyurem Necro và Groudon Necro ha. Nhưng mà mình nghĩ với đội hình này của mình, đưa Rayquaza Necro vô chắc sẽ ok la đó các bạn à. Ok, quyết định vậy đi ha. Không có Palkia thì mình dùng Rayquaza đỡ đi. Ok. Và trước khi trở lại cái chỗ của trainer kia, mình sẽ ghé qua đây và dạy một vài kỹ năng hệ rồng cho Giratina Necro của mình ha. Rồi sau đó mình mới về nhà và lấy thêm một vài viên đá để trang bị cho những người bạn cực kỳ mạnh mẽ của mình nữa. Mình nhớ là mình còn đây. Quá trời những cái ộp nè. Cái này thì nó sẽ tăng sức mạnh cho các đòn hệ rồng và hệ nước ha. Thế nên là cũng sẽ ok nếu trang bị cho Greninja God. Tiếp theo, đó chính là Diaga Necro và Giratina Necro hả? Cho một cái luôn. Arceus. Ôi, Arceus chưa có kỹ năng hệ rồng ta. Ừ ha. Nhưng mà trong này thì mình lại không thấy kỹ năng hệ rồng nào hết, cho nên là thôi, mình sẽ học kỹ năng Judgment này cho Arceus Fusion. Kế đến là mình sẽ dùng cái miếng Blade đổi sang hệ rồng ha. Đó chính là Draco Blade nè. Yes sir. Và bây giờ thử coi. Arceus sẽ Nani. Oh. Sẽ mang hai hệ rồng luôn các bạn à. Oh my god. Ảo thật đó chứ. Học thêm Recover đi để hồi phục máu cho Arceus ha. Và đồng thời đây là Pokemon mang hai hệ rồng đầu tiên của mình luôn các bạn à. Tầm này là chần chờ gì nữa. Comeback và trả cái mối thù hồi nãy thôi các bạn à. Ui ui, vẫn hên là trainer này còn ở đây các bạn ơi. Let's go. Trả thù nào. Arceus Fusion luôn à. Kèo đấu giữa hai Arceus Fusion các bạn ơi. Nhưng mà bây giờ đã khác rồi. Đố. One shot bằng đòn chết mình các bạn ơi. Chí mạng luôn mà. Tiếp theo là Necroma. Nếu vậy thì mình sẽ thử đưa Giratina ở dạng Necro ra để đương đầu. Để xem. À, không xi nhê nha. Earth Power. Úi xà. Có lợi thế các bạn ơi. Rồi, tình thế thay đổi rồi. Chiến này là chúng ta sẽ có cửa thắng cao hơn đây các bạn ơi. Hai đòn hiệu quả rồi. Tiếp tục nào. Giratina Necro. Yes. Và Necroma sắp đuối rồi các bạn. Có vẻ là mình sẽ tiếp tục giành ưu thế nha. Cái đó là Diaga Necro. Vuốt rồng thì sao? Vẫn ổn. Wow. Có vẻ là Diaga Necro đang lấy lại lợi thế các bạn ơi. Không ổn rồi. Giratina Necro mình sắp trụ không nổi rồi á. Em cũng đã cố gắng hết sức rồi các bạn. Nhưng không sao. Bây giờ là lúc để mình đưa Diaga Necro nhà mình ra trận. Em mặc dù nhỏ thôi nhưng mà cũng có Raw Up Sam á nha. Đây nè. Ôi dạ. Nhưng mà đối thủ lần này là Giratina Necro các bạn ơi. Hơi rén nha. Nếu vậy thì Rayquaza Necro tới chọn cậu. Không biết ổn mấy không đây. Hiện tại là vẫn trụ nổi nha các bạn. Và Outrun không nhờ, hay là Dragon Dance trước để tối ưu hóa sát thương ta. Liều ăn nhiều các bạn nhờ. Ok, mình sẽ Dragon Dance cho Rayquaza Necro trước. Giratina Necro tấn công không trúng các bạn. Và cơ hội. Ủa dạ, trời lần này đánh gắt vậy. Hi. Một đòn cực mạnh đến từ vị trí Rayquaza Necro. Vẫn còn kịp. Hai hit, yes. Thành công. Ui, nhưng mà Palkia Necro ra trận thì thế trận nó thay đổi rồi. Tầm này phải đưa Arceus Fusion ra thôi các bạn. Tiếp tục là đòn chết mình nè. Ê, cũng thốn lắm nha. Ôi dạ. Trời. Palkia Necro đánh thốn hơn các bạn. Hồi phục máu. Yes. Hồi phục được rồi nha. Quýnh tôi chứ vậy, tôi hồi phục. Đấy.
Hồi nãy ai chơi hợp phục đâu? Hử? Sao? Như nào? Lại thì các bạn ơi. Hồi phục tiếp nè. Ui nhưng mà ui. Không ổn rồi. Hình như mình hơi bị khinh thường sức tấn công của 3K Necro rồi. Zekrom Necro, tớ chọn cậu. Outrank cực mạnh. Đây nè. Haha. Thế trận đã thay đổi rồi nha. Kẹo này. Mình hơi bị tự tin luôn nha. Cố lên cưng. Zekrom Necro sẽ làm được. Yes sir. Knock out rồi. À, hồi nãy là hộp ba mình chưa có dịp đánh nhau nè. Giờ thì thử boss strike của Zekrom nha. Úi, knock out luôn rồi. Thắng rồi. Mình được Legend Badge. Wow. Một cái huy hiệu huyền thoại các bạn. Trời ơi. Hôm nay mình được hai cái huy hiệu cực kỳ đẹp các bạn ơi. Quá là tuyệt vời. Ôi nhưng mà bây giờ mình muốn tìm thêm 3K quá à. Để cho đủ bộ 3 Pokemon sáng tạo ở dạng Necro á. Giờ còn sớm đúng không? Ok, mình tranh thủ mình đi tìm luôn á. Để coi coi. Dù hơn thì gặp được thì chúng ta sẽ đủ bộ sưu tập Pokemon ở dạng Necro luôn cho đẹp ha. Ủa ở dưới còn trainer gì nữa đây? Ôi đây là Mew Tutor chứ không phải là trainer của hội quán rồi. Hơi su các bạn ơi. Ồ ở đây có boss luôn nè. Nãy giờ Greninja God chưa có dịp tới hiện các bạn. Hồi nãy chưa kịp ra trận nữa là thắng rồi. Nên là bây giờ sẽ là lúc để cho người bạn này thể hiện sức mạnh á. Tấn công bằng đòn nào giờ ta? Nice Slash chẳng hạn. Ok đấy chứ. Ui da. Nhưng mà bị khắc hệ các bạn ơi. Ampharos giật điện thốn quá. Chắc em phải vô trong tiếp rồi. Nhường sân lại cho người bạn Diaga bé nhỏ đi ha. Rồi, drop xa một cái. Đấy, knock out luôn. Cũng hơi tiếc một xíu á, là mình đi cũng vài ngày nhưng không có tìm được cái em Pokemon Palkia Necro các bạn ơi. Không có duyên rồi. Nhưng nói chung thì hôm nay mình cũng đã rất là may mắn rồi. Bởi vì mình đã săn thêm được hai huy hiệu cực đẹp và chất lượng này á. Bây giờ thì để kết thúc cái hành trình Pokemon siêu cấp này thì chúng ta sẽ có dịp gặp lại tất cả những người bạn Pokemon đã về đội của mình á. Nhưng mà trước mắt thì mình cần phải chuẩn bị một khu vực nó rộng hơn một xíu á. Sau khi đã mở rộng thêm diện tích thì bây giờ mình sẽ qua địa ngục ha. Để mình đi lấy thêm một ít cái đá phát sáng các bạn ạ. Bởi vì nó sẽ giúp mình chế tạo ra những cái đèn đá đỏ nè. Và từ đó mình sẽ làm ra máy tính và chế tạo cái range block này ha. Công đoạn sau cùng là mình sẽ đặt xuống để mình có thể ngắm được những Pokemon này ở bên ngoài cho tiện lợi hơn các bạn. Rồi, và đến với đội hình Pokemon đầu tiên. Đó là những Pokemon Unite các bạn ạ. Và đây cũng là những Pokemon mà mình sở hữu từ rất là sớm á. Ở đâu ta? Đây, Nightail Unite rồi nè. À, bên này thì còn có Pikachu Unite nữa đó nha. Và kế đến sẽ là những Pokemon thuộc đội hình Cyber. Mình không có nhiều lắm, chỉ có Raiden nè, Noivern. Và người bạn giúp đỡ mình rất nhiều trong giai đoạn chinh phục đó chính là Seesaw Cyber nè. Và cuối cùng là Mewtwo Cyber cực chất á. Tiếp theo là đội hình mà mình nghĩ đa dạng thành viên nhất. Đấy chính là đội hình Fusion các bạn ạ. Coi cơ. Y như đại hội Võ Lâm vậy đó các bạn. Đông nghẹt luôn á. Nhưng mà nói chung thì đội hình Fusion này rất là đa dạng á. Từ những em cực kỳ cool ngầu cho tới những người bạn cũng rất là ấn tượng nha. Hơi tiếc á là mình chưa có chinh phục được hết nguyên một cái trang máy tính tất cả những Pokemon ở dạng Fusion này ha. Chứ không thì còn nhiều hơn nữa các bạn ơi. Kế đến là một đội hình mà mình nghĩ có rất là nhiều huyền thoại luôn nè. Và toàn là những thành viên mạnh không nha. Đấy chính là đội hình Necro mình mới sở hữu trong ngày hôm nay luôn nè. Kèm theo đó là đội hình ở dạng God đó các bạn. Úi, tự nhiên mình cho lộn Eternatus vô trong đây luôn rồi. Nhưng mà sao, em cũng không có choáng vị trí cho lắm á. Đó, và như đã nói hồi nãy, đội hình này có rất là nhiều huyền thoại luôn các bạn ạ. Nào là Zacian God đồ nè, cho tới cả đấng sáng tạo luôn cơ. Và đây có vẻ là đội hình mà mình thấy có chỉ số cũng như là cái ngoại hình nó tương đồng với nhau nhất luôn ha. Kiểu tông xẹt tông á các bạn. Và trong đội hình Necro này thì còn một thành viên nữa, đó chính là Palkia. Mình hơi tiếc là từ đầu tới giờ mình không có tìm được Palkia ở dạng thường để chinh phục ha. Nên cũng khá là xu khi mà chúng ta chưa hoàn thành được đội hình này. Nhưng mà không sao, bữa nay mình cũng có dịp chạm trán và chiến đấu với Palkia tới 2 lần lận các bạn ạ. Nói chung cũng khá là tuyệt vời rồi.
Và đội hình có màu sắc sặc sỡ nhất thì không thể thiếu đấy chính là đội hình Advent á. Các bạn nhìn màu sắc của những em này nè, nói chung là cực kỳ đẹp luôn á và sặc sỡ các bạn. Bạn nào mà yêu thích những Pokemon đa dạng màu sắc và nổi bật thì nhất định đội hình Advent sẽ là lựa chọn hoàn hảo nha. Và trong đội hình này mình thấy cũng có một vài em rất là ấn tượng nha. Nào là Kyurem nè, vì đây là Pokemon mang ba hệ đầu tiên của mình các bạn ạ. Không biết là trong này còn những Pokemon Advent nào mình chưa gặp hay không, nhưng mà đây là toàn bộ những người bạn mà mình đã chinh phục trong suốt cái hành trình Pokemon siêu cấp của chúng ta. Chỉ có điều mình cũng hay không có hay dùng đội hình này lắm ha. Nhưng mà trong số những lần mình dùng thì mình thấy đội hình này cũng có sức mạnh tương đối cao đó các bạn ạ. Nãy giờ toàn là những người bạn siêu to khổng lồ không à. Bây giờ sẽ tới chuyên mục review những người bạn cực kỳ bé nhỏ. Đầu tiên không thể không kể đến đó chính là Kyurem Baby các bạn. Đây là một trong những huyền thoại đầu tiên mà mình sở hữu các bạn ạ. Ẻm thì rất là mạnh, tuy nhiên kích thước thì trái ngược hoàn toàn các bạn ạ. Ẻm nhỏ xíu xì xiu ha. Rồi Giratina Baby mình sở hữu cũng rất là sớm nè. À, bên này còn có Raiden Baby nữa. Ngoài ra vẫn còn những huyền thoại ở dạng baby khác nữa nha, nhưng mà mình không có tìm được các bạn ơi. Cố mình làm sao á. Và có một đội hình mình thấy rất là ít thành viên luôn, đó chính là đội hình Forest. Từ đầu tới giờ mình chỉ mới gặp Arceus ở dạng Forest nè, cũng như là Tyranitar Forest thôi là hết rồi đó. Không gặp bất kỳ Pokemon ở dạng Forest nào hết luôn. Nên là cũng hơi su cà na vì điều đó ha. Và đội hình này thì không có quá nhiều để review nên là mình sẽ chuyển sang đội hình tiếp theo thôi. Đội hình lần này sẽ là những người bạn đến từ quá khứ cũng như là tương lai ha. Và dẫn đầu sẽ là hai huyền thoại lần lượt là Miraidon cũng như là Coraidon các bạn ạ. Wow. Và sức mạnh của hai em này thì mình thấy cũng rất là ấn tượng các bạn ạ. Nhất là Coraidon nè, mình còn có tìm được dạng Coraidon Shiny nữa nha. Nói chung thì quá đã. Phía bên này thì còn có những Golem huyền thoại nhưng mà là ở dạng quá khứ nè. Đó, em nào thì cũng kết silo hết trơn á. Và còn rất là nhiều dạng quá khứ và tương lai của những Pokemon khác, như là Venusaur nè, Charizard cũng như là Blastoise ha. Ở đâu ta? Đây, Blastoise đây. Mình cũng có một khoảng thời gian trải nghiệm sức mạnh của những Pokemon ở dạng quá khứ và tương lai này. Mình thấy cũng siêu ấn tượng đó nha, chứ không thể thua kém những huyền thoại đâu á. Ngoài những Pokemon ở dạng đặc biệt ra thì chúng ta còn có những người bạn ở dạng bình thường thôi. Tuy nhiên đây cũng là những nhân tố đã từng giúp đỡ mình rất là nhiều trong những trận chiến khó khăn ha. Và người bạn nào thì cũng có những cái nguồn sức mạnh riêng hết trơn á. Vì diện tích khu vực mình cũng hơi có hạn á, và vẫn còn rất là nhiều người bạn khác chưa có dịp ra ngoài nè, nên là chúng ta chỉ có thể ngắm ẻm ở trong máy tính giống như vậy thôi á. Rồi, và đó là review sơ qua những người bạn đã đồng hành cùng mình trong suốt cái chặng đường Pokemon siêu cấp này. Từ những người bạn to có, nhỏ có, mạnh vừa vừa cũng có, kỷ niệm vui có, kỷ niệm cay cú có các bạn ạ. Nói chung hành trình Pokemon siêu cấp này đã cho mình rất là nhiều trải nghiệm thú vị ha. Hy vọng là sắp tới Pokemon siêu cấp sẽ có thêm nhiều update để chúng ta có dịp quay trở lại và chinh phục thêm nhiều Pokemon mới mẻ hơn nữa nha. Và cũng cảm ơn các bạn đã cho theo suốt hành trình Pokemon siêu cấp này. Hẹn gặp lại các bạn vào những series kế tiếp của mình nha. Pokemon siêu cấp đến đây đã là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Bye bye.